Rồi chào anh em buổi sáng nha. Thì bây giờ em sẽ quay một con L4708 từ Thái nha, cũng mới vừa về luôn. Bây giờ sẽ chạy ra ngoài nắng em quay nha. Đây, đây là máy đó đây ha, L4708 Thái Lan, còn nguyên si, zin 3 cục luôn, chưa đụng gì hết luôn nha. Giờ đây em sẽ quay cho anh em xem. Máy này thì em chưa có đụng gì hết nha anh em, chưa vệ sinh chưa gì hết. Giờ em sẽ quay trực tiếp cho anh em xem luôn. Đây tổng thể máy đây ha. Vỏ gai trước còn ngon nha, gai sau cũng còn khá là ok luôn. Thì cái máy này định danh của nó là số khung ở đây 101826 nha. Đó. Rồi. Bật capo lên em coi. L4708 của Thái, nó có kèm theo dàn sới nữa nha, chút em sẽ quay cái dàn sới của nó cho anh em xem luôn. Máy này thì còn quá là ok luôn. Đây động cơ nó đây ha. Chi tiết của nó đây. Giữ giữ xíu em quay xíu à. Giữ đi. Thì có ủi và có sới luôn. Nước ở đây ha. Những cái bộ phận nào em bảo dưỡng là em sẽ bảo dưỡng miễn phí cho anh em toàn bộ luôn nha. Đây thảm nó còn luôn. Tất cả đều còn rất là ngon, chưa một gì hết. Ok hết luôn. Đó. Đây là ga ha, còn tiếng lùi nó đây nha anh em. Cái này là nó dạng như đời cuối, nó là SB luôn rồi đó, nó tiếng lùi trên đó luôn. Đây hộp số đây ha. Hộp số này thì nó kiểu để móc xương mà chưa mở nè. Số này chưa mở. Thì cái này thì em sẽ làm bảo dưỡng cho anh em, kiểm tra cho anh em khi anh em mua nha. Đó. Nó kiểu nó trắng trắng móc xương thôi. Đập ra em cái coi, đập ra coi. Đập ra cái coi. Rồi quá êm luôn. Rồi. Cái yên này em sẽ thay cho anh em nha. Rồi. Con này ra là xong nha anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đấy ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.